Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào 20 củ 3 và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bắt cầu chuẩn xác nhất trên bộ môn Baccarat nhá. Rồi ok, thì đây mình sẽ vào luôn. Và như thường lệ thì mình vẫn cũng đã chỉ cho anh em cái cách nào vào nó chuẩn xác nhất là trước khi vào anh em phải nhìn bàn, anh em nhìn tất cả các bàn. Đây anh em nhìn đây, bàn nào là bàn đẹp nhất thì hiện tại bây giờ thì bàn đang chạy đẹp nhất là bàn số 0 nha anh em nhé, đang chạy cầu. Rồi ok thì mình sẽ vào bàn này này. Lướt qua cầu thì đang là ban cờ đang là 30 và player là đang là 20, mình đánh theo ban cờ nhá, đánh với tỷ lệ nhiều hơn, đánh hai củ nhá. Rồi ok, xem cái tiếng này là tiếng gì nào, tiếng đầu Dừng tiên đặt nào. cược. 4 rồi. 7 với kia 7. Rồi ok, Con 9 7 hút điểm. ngay nhá. Vậy Cái là nó đã 9 chạy điểm. ra đúng công thức Nhà cái thắng. ban cờ. Đấy, em ngay tại sao mà mình nói lại đúng công thức đây. Cầu đây. Nó có cầu của nó nhá, cái này có cầu đấy, đây là cầu ngang này. Bắt Đây đầu là đặt cầu dọc cược. này, đấy, 2, 2, 2 này, đấy, còn đây là cầu chẵn lẻ này, em nhìn chưa? Tiếng này thì mình sẽ đánh vào đây. Đấy, vừa rồi mình đánh được củ 8 đúng không? Thì đánh hết số lời vào đây. Ok, em chờ và đợi xem tiếng này nó có rực rỡ như những Dừng gì đặt mình nghĩ cược. không nhá. 6 rồi, 5, 9, ok, 9 là thắng Con rồi, 9 em thấy điểm. chưa? Đấy, mình đánh hai Cái tay ăn 4 cả điểm. hai đúng không anh em? Đấy, thì từ Là nãy con giờ thắng. thì anh em để ý là nó đã có bao nhiêu? Nó đã có ba cái Bắt chín đầu rồi đặt nhá, cược. ba cái chín thì cái chín này thì nó anh em nhìn đây, ban cờ lên 31 rồi player 19 thì tiếng này thì mình đánh không chắc chắn thì mình đánh 5 nốt vào ban cờ. Đấy. Bắt lại cầu 2 1 rồi xem Dừng nào đặt có đúng cược. nhá. Rồi ba rồi, cái gì 88 1 Còn vẫn 8 chạy đúng điểm, cửa cầu cái luôn, 1 vẫn chạy điểm. đúng cửa cầu. Thế là 98, 98 lùi 1, Nhà 98 con lùi thắng. 1. Thế thì tiếng này còn tiếng này gì? Tiếng này còn một tiếng con anh Bắt nhá, đầu còn một đặt tiếng cược. con nữa, còn một tiếng con nữa. Rồi đây. Bắt một cái cầu con nữa. Tiếng này thì mình chỉ đánh hai củ rưỡi. 98 anh em ạ, 98 sang đến 7. Đấy, rồi xem nào. Dừng đặt Có đúng không cược. nhá? 6 rồi. 3 6. Ok, hút Còn lên 6 6 điểm, rồi đến cái 7 anh 0 em thấy điểm. chưa? Chuẩn xác cho anh em nhá. Đấy, bắt cầu rất là dễ, không khó. Chỉ cần Nhà anh em con chú ý thắng. một chút cầu kèo là anh em có thể bắt rồi. Xuống 6 rồi, 9 8 xuống Bắt 6 đầu rồi đặt thì tiếng này cược. thì mình lại đánh vòng về gì? Đánh về vòng về ban cờ, vòng về cái nhá. Tiếng này thì đánh một mờ vào cái đây. Đây ban cờ. Rồi, em chờ xem có đúng không nhá, xem những phân tích trên con Baccarat của mình và những cái cách chia sẻ Dừng anh đặt em hướng cược. dẫn anh em bắt cầu xem nó có ok hay không. 6. Rồi ok, chuẩn xác Còn nhá, anh em 6 thấy chưa? điểm, cái Húp 9 ngay. điểm. Mình đánh tay nào Nhà cũng là cái thắng. ok đấy, anh em thấy chưa? Đấy, phong độ sở thức thời luôn. Đẳng cấp nó mới là gì? Nó mới là mãi mãi. Nhá, anh em để ý, anh em nhớ Bắt này, đầu 9 đặt vừa đây cược. cả cặp là 996 đúng không? Thế cặp 996 giữ nguyên thì cái cặp 9 này nó lại thay đổi. Cặp 9 này lại thay đổi nhá. Anh em phải hình dung như vậy. Đấy. Anh em phải biết cách biến đổi làm sao cho nó hợp lý để có một cái kết quả Dừng chuẩn đặt xác nhất cược. trên cái bộ môn Baccarat nhá. Xem nào. Rồi, 8 rồi. Ok, anh em thấy chưa? Chuẩn xác, Còn húp 8 rồi nhá. điểm, cái 4 Đấy. điểm. Mình đánh không phải là theo may mắn anh Nhà em ạ. con thắng. Mình đánh theo cầu kèo, theo Bắt cách đầu kinh đặt nghiệm cược. đấy và khả năng phán đoán. Đấy, đây là những cái cách dễ dàng nhất để có thể giúp anh em có thể chiến thắng trên cái bộ môn Baccarat này. Đây nhìn cầu đây, tiếng này thì mình đánh 1 mét vào ban cờ đây. Thì nó không phải là chạy cầu 313 và chạy cầu Dừng 3 đặt cược. 1 1 1. Em xem có đúng không nhá? Con 1 Ok, điểm. đấy chưa? Chuẩn xác chưa? Cái Đấy. 6 điểm. Rất là dễ Nhà anh em cái nhá, thắng. rất là dễ, cực kỳ dễ luôn, không khó. Chỉ cần để ý một chút, một ít thôi, đến thứ 6 rồi. Đến thứ 6 thì anh em lại cái này anh em Bắt phải đầu đặt phải sử cược. dụng đến cái gọi là trí nhớ của mình nhá. Cái này là cái cầu 6 này, cái này là cầu 6 này thì tiếng này thì mình đánh vào đây. Tiếng này đánh vào đây, 6 trước, 6 trước nó vừa chạy cầu thì 6 này nó phải đỗ cầu. Sẽ cầu 3 Dừng đặt 1 cược. 1 2. Anh em xem có đúng nhá. 7 rồi. Con Hòa anh 7 em ạ, điểm. hòa, hòa chứ Cái không 7 phải điểm. là hòa chứ không phải Hòa. là ra đấy. Hòa rồi thì tiếng này thì đánh cho ban cờ thì là Bắt chắc luôn đầu đặt rồi, đánh cược. cho ban cờ. Đấy, lại là một tiếng ban cờ nhá. Link của con TDTC thì nửa chơi thì để ở dưới phần miêu tả. Anh em mà thực sự đam mê cái bộ môn Baccarat hay rất là nhiều bộ môn thể thao khác thì anh em hãy ấn vào trải nghiệm tất cả các trò chơi trên con này. Dừng đặt Rồi cược. ok, anh em chờ kết quả xem là có chuẩn sai không nhá. Gì đây? 73 đều rồi. Ok, Con winner 1 nha mày. điểm. Đấy. Cái 765. 8 Đấy. điểm. Ok, anh em thấy chưa? Nhà cái Từ thắng. nãy giờ anh em để ý là mình đánh từ nãy giờ đánh là thắng được bao nhiêu tay? Bắt Thắng rất là đầu đặt nhiều đấy cược. anh em nhá.
Đấy, bởi vì làm sao? Bởi vì là cái cầu kèo ở con này bắt là rất là dễ. Chỉ cần anh em để ý một chút và có một chút kinh nghiệm và cái mẹo là anh em có thể bắt được trên cái bộ môn baccarat. Anh em nhìn nhá, tiếp tục này. Đây nó ra hai rồi. Hai cái là ba là Dừng đặt đều bằng cược. ba bằng bằng ba cầu, ba 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 rồi. Nên là thế này. Đấy anh em thấy chưa? Còn 9 Lại điểm. huề anh em ạ, lại huề, lại Cái huề, 9 huề, điểm. huề hai lần luôn. Qua. Thế thì hai tiếng huề nó xảy ra và hai tiếng huề đều chín thì tiếng này thì nó vẫn còn khả năng là vẫn ở Bắt đầu đặt cược. ở gì ở cái bàn cờ này, nhưng mà tiếng này thì đánh nhỏ thôi, không phải đánh to em nhá, đánh nhỏ thôi, đánh 8 lít 9 thôi. Đấy, cách bắt cầu kèo và hướng dẫn công thức rất là dễ, cứ nhìn vào những cái lịch Dừng sử đặt cầu cược. của nó mà đánh và áp dụng. Giờ xem nào, có phải 8 không? 4 rồi, lại Còn 8 7 điểm. húp luôn, anh em thấy Cái chưa, 8 chuẩn điểm. xác nhá. Nhà cái thứ. Đấy, nhưng là mình đánh, nói chung là mình đánh, để mà mình đánh được cái bộ môn này thì cực kỳ dễ, không khó. Chỉ quan trọng nhất là anh em Bắt đầu có đặt hiểu những cược. cách đánh, những cách chia sẻ của mình hay không thôi. Anh em để ý nhé, anh em để ý cầu này, cầu nó rất là đẹp, cầu là của đấy, cầu 11, anh em lấy 11 này. Anh em để ý cầu này, chủ yếu cái cầu này là cửa chính này, cầu này là cầu chính này. Đấy, còn đây những cái này là cầu phụ anh em nhé. Đây là cầu chẵn, cầu lẻ đây đây. Dừng đặt Đấy, cược. nếu mà anh em không xem, không hiểu thì xem những cái cầu dưới này cực kỳ khó luôn. Không Còn phải 7 ai điểm. xem những cái cầu dưới này Cái 7 điểm. mà hiểu đấy em Qua. nhé. Kể cả mình đây thực sự mình đến mình đây mình xem còn đôi lúc còn không hiểu đấy. Đấy, huống chi là anh em. Đấy, anh em cứ dựa vào những cái quả Bắt cầu đầu kèo đặt đây, cược. nhìn những quả cầu kèo này em chơi, đảm bảo với anh em là một 95 mình không phải nói tự hào, nếu mà 100% thì bỏ nói phét, nhưng mà mình khẳng định với anh em là 95% là anh em có thể win trên cái bộ môn baccarat này. Đấy, vừa rồi thì mình đã chia sẻ và hướng dẫn cách bắt cầu cho anh em, Dừng đặt ok chưa? cược. Đấy, thì đây anh em xem, đây mình sẽ ra ngoài cho anh em xem nhé. Đây, với cái số vốn ban đầu mình đã mang vào thì hiện tại anh em thấy là mình cũng lên được 30 mức của 7 đúng không anh em? Đấy thì mình cũng có lãi, có lời rồi. Thì khi mà có lãi có lời thì mình cũng xin phép là mình sẽ kết thúc video. Và cái link của con TDTC thì đừng trò chơi này thì mình để sẵn ở dưới phần miêu tả. Anh em nào thực sự đam mê cái bộ môn baccarat này và tất cả các bộ môn thể thao khác thì anh em ấn vào và trải nghiệm tất cả các trò chơi chơi này nhá. Và bây giờ thì mình sẽ xin phép tất cả các anh em thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.